Một lá bùa. Cậu cho người tỏ tình của cậu một lá bùa hả? Cậu giữ kỹ, có thể xua đuổi vật tà khí. Vật tà khí. Cậu Cậu cho nghe là tôi nói, suốt buổi đi chơi tối hôm nay cậu hành động vô cùng kỳ lạ, có lẽ cậu bị vật tà khí gì ám vô rồi. Thường thả ngại, cậu có sao không hả? Tôi dốc hết tâm can ra nói với cậu biết bao nhiêu lời gan ruột. Cậu cho rằng tôi bị trúng tà, cậu khùng sao? Tôi hỏi cậu, hôm nay lúc ở trên núi khi mà cậu nghe thấy âm thanh lạ, cậu có quay lại không? Quay lại thì sao? Đúng là vậy rồi. Nếu ở trên núi mà cậu nghe thấy âm thanh lạ thì tuyệt đối không được quay lại. Vì khi cậu quay lại, ngọn lửa phía sau lưng cậu sẽ bị thổi tắt đó. Ma quỷ sẽ bám theo cậu về nhà thậm chí thậm chí nó sẽ tranh thủ lúc cậu đang bị thiếu mất đi một mảnh hồn phách mà ám cậu. Tôi khá ngại. Cậu thử nghe lời mình nói nha. Là một người sống ở thời hiện đại, đầu óc thông minh tài giỏi, có thể nói ra được như vậy hả? Thật ra ban đầu tôi cũng chỉ thấy bán tín bán nghi, nhưng mà mới rồi nhìn thấy những hành vi của cậu, tôi thật sự không tin cũng không được. Nếu như cậu không tin những lời tôi nói, thì cậu có thể nói thẳng với tôi là được. Cớ sao lại bịa ra những chuyện ma quỷ như vậy? Tôi lo cho cậu mà, cậu còn nói tôi bị chuyện ma quỷ sao? Được, vậy tôi mặc kệ cậu, tôi đi là được rồi. Đây là do cậu ép tôi nha. Đứng lại!